Anh Hoàng Dương này, Nghị định 100 của Chính phủ chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Theo đó sẽ xử phạt nặng hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi có nồng độ cồn trong người. À vâng, và để thu hút được thực khách thì nhiều nhà hàng ăn uống trên địa bàn tỉnh đã mở thêm dịch vụ đưa đón khách miễn phí về sau khi uống rượu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Thay vì để khách tự lấy xe ra về, ngay sau khi ra khỏi quán ăn, vị khách này đã được các nhân viên của nhà hàng đưa về tận nhà để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, tránh bị xử phạt khi gặp lực lượng chức năng. Thực sự chia sẻ với bạn như này. Đầu tiên ấy, cái nghị định của chính phủ vừa mới ra đời ấy, thì mình lúc ban đầu ấy thì mình cảm thấy thực sự và bỡ ngỡ, mình chưa làm quen được cái vấn đề đấy. Nhưng từ khi là có những cái nhà hàng ấy, cái dịch vụ thứ nhất là đưa đón về uống rượu xong, đưa đón về tận gia đình thì mình cũng cảm thấy là yên tâm. Khi anh em trong cuối năm, năm hết Tết đến rồi, ăn liên hoan hay là gì đấy, tham gia giao thông nó cực kỳ là nguy hiểm. Với phương châm, đã uống rượu bia thì không lái xe, ngay sau khi Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, nhà hàng Đức Hiếu đã có ý tưởng đưa đón miễn phí thực khách khi đến dùng bữa tại nhà hàng. Việc làm này được rất nhiều thực khách ủng hộ vì đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia. Hầu như cái dịp Tết âm lịch của mình về đây này thì là tai nạn giao thông rất là nhiều. Thì khi mà nghị định 100 ra, tôi luôn luôn đồng ý, tôi ủng hộ luôn. Và tôi cũng đồng ý là khi đã uống rượu vàng là không nên tham gia giao thông. Nghị định 100 của Chính phủ vừa ban hành, nhà hàng mình cũng có muốn thu hút khách nên đã tạo ra ý tưởng là thuê xe hoặc là mình có xe riêng để đưa đón khách đã say rượu. Và có ý tưởng thêm nữa là khi mà khách về thì mình sẽ tạo điều kiện cho nhân viên của mình để đi xe của khách về để đảm bảo cho an toàn cho khách, với mục tiêu đã uống rượu bia là không lái xe. Nghị định 100 của Chính phủ được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông bằng biện pháp xử phạt nặng hành vi uống rượu bia khi tham gia giao thông. Mặc dù vấp phải một số ý kiến trái chiều, tuy nhiên việc đưa đón khách về nhà sau khi đã sử dụng rượu bia của một số nhà hàng có thể được coi là giải pháp an toàn cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhưng đã sử dụng rượu bia.